Mọi người biết rõ là trước đây chúng ta đã tham dự nhiều sự kiện rồi. Các lễ hội nữa, chúng có ai ở đây nghĩ là nếu lần này chúng ta tham dự giả đi phát hiện ra có điểm gì đó tương đồng, hay nhìn thấy tất cả chúng ta ở đó, anh ấy có thể nhớ lại hồi đó cũng đã từng như vậy, thì điều đó sẽ làm cho anh ấy căng thẳng, thì phải làm sao đi?